Tối ngày 10 tháng 9, tức rằm tháng 8 năm nhâm dần, hàng ngàn tín đồ cao đài cùng người dân trong tỉnh Tây Ninh và nhiều tỉnh thành trong cả nước tề tụ về đội ô tòa thánh cao đài Tây Ninh để dự đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2022. Tham dự đại lễ có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó trưởng ban tôn giáo chính phủ, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đài Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đức Trong, các ban ngành đoàn thể trung ương và các địa phương lân cận. Phát biểu tại đại lễ, đầu sư Thượng Tám Thanh, trưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo đảng và nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, tổ chức đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2022 và các tín đồ cao đài xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an lành ngài đạo sư cũng cho biết trong năm qua toàn thể các chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo cao đài đã nghiêm chỉnh sinh hoạt tôn giáo thuần túy đúng theo tôn chỉ mục đích đường hướng hành đạo tu dưỡng đạo đức bản thân và hướng thiện thực hiện việc nhân nghĩa đoàn kết yêu thương chấp hành tốt kỷ cương phép nước thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào đồng đạo có hoàn cảnh neo đơn khó khăn và tham gia các hoạt động từ thiện công ích xã hội xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh văn minh chúc mừng tại đại lễ phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh võ đức trung đánh giá cao những hoạt động của hội thánh cao đài tây ninh từ sự ủng hộ đồng hành của hội thánh các bang cai quản họ đạo trong tỉnh tây ninh cùng các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội đã chăm lo cho đời sống vật chất cho các tín đồ đạo cao đài vươn lên trong cuộc sống góp phần cùng chung tay với các cấp chính quyền xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh và các hoạt động bảo trợ xã hội thiện nguyện góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng quê hương tây ninh ngày càng phát triển giàu đẹp đại lễ hội yến diêu trì cung là một trong hai lễ hội lớn nhất trong năm của đạo cao đài tây ninh nhân dịp tết trung thu với nghi thức chính là lễ rước đức phật mẫu và cũ vị tiên nương múa lông lân quy phụng dân mâm ngũ quả cầu cho mưa tuần gió hòa quốc thái dân an nhà nhà bình an ấm no hạnh phúc Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm nay, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát nên thu hút đông đảo tín đồ trong và ngoài nước về tham dự. Các họ đạo trong và ngoài nước thực hiện trưng bày 109 gian quả phẩm, bánh mứt, gian hàng nhạc cụ, trang trí đèn hoa, mô phỏng lại sự tích đức Phật mẫu, cửu vị tiên nương có những phẩm vật cầu kỳ sinh động gồm tứ linh lông lân quy phụng được làm từ trái cây trưng bày tại điện thờ phật mẫu thể hiện lòng tôn kính của các tín đồ nhân dịp đại lễ hội yến diêu trì cung